Lên đi mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. 50 người xem là em bán áo su này 39 nha mấy chị. Su rất là đẹp luôn. 50 người xem là em bán cái áo này giá 39 nha. Su mũi quá. Rất là đẹp luôn mấy chị. Đây em còn có vài cái thôi nha. Mẫu áo rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Em có quần su nha. Quần su ren, quần su trơn nha mấy chị. Áo chống nắng, váy chống nắng luôn nha. Em có đủ loại luôn nha mấy chị. Giá lẻ bằng sỉ luôn. Mấy chị mua lẻ mà bằng giá sỉ luôn nha mấy chị. Đây rất là đẹp luôn. Đây áo này là áo bằng tay nha. Đó, em còn có vài cái thôi nha mấy chị. Size 36 đây. Rất là đẹp luôn. Đó, cái này là size 34 nha. À. Đang coi chuyện con, chút đi. 50 người xem đi. Em bán mấy cái áo này 50 người xem là em bán cái áo này giá 39 ngàn luôn nha mấy chị. Rất là đẹp nha, giá gốc của nó là 70 ngàn nha mấy chị. Giá gốc nó là 70 ngàn nha, một cái là 70 ngàn mấy chị. Rất là đẹp. Em có váy chống nắng nữa nha mấy chị, váy chống nắng này là jean nha. Đó, cái mẫu jean này rất là đẹp luôn. Đây, cái mẫu váy chống nắng jean đây. Có cái túi rất là to nha mấy chị. Ở ngoài nó rất là đẹp nha. Ở trong hình cho thấy nó, trong máy thấy nó kỳ kỳ chứ mà ở ngoài rất là đẹp nha mấy chị. Em bán chỉ có 99 ngàn một cái thôi. Ở ngoài cái mẫu này phải bán là 100 mấy ngàn nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Em có áo chống nắng nữa nha. Áo chống nắng hai mặt luôn. Cái mẫu váy này nó chỉ có 45 ngàn thôi. Đây cái mẫu váy này nó chỉ có 45 ngàn thôi. Váy chống nắng đây. Cái mẫu này chỉ có 45 ngàn thôi nha mấy chị. Chỉ có 45 ngàn một cái thôi. Em còn hai cái duy nhất nha. Em còn hai cái hai màu này duy nhất nha mấy chị. Đây em có khăn tròn nữa. Mẫu khăn tròn rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài mấy chị ơi. Rất là đẹp. Khăn tròn này là von nha mấy chị. Chất liệu nó là von nha. Rất là đẹp luôn. Áo su bằng tay luôn nha mấy chị, su bằng tay luôn. Em có quần nữa nghe mấy chị, quần em đủ loại luôn nha. Có mấy mẫu áo ha, váy đồ rất là đẹp. Đây mẫu quần đây mấy chị. Đây mẫu quần su ren nha. Rất là đẹp luôn. Phía sau đó là nó có lỗ thông hơi nha mấy chị, mặc cực kỳ mát nha. Mặc rất là mát. Mẫu quần này mặc rất là mát nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Nó có lỗ thông hơi nha. Nhiều tái nhiều màu nha mấy chị. Đây dơ màu nữa cho mấy chị coi nha. 10 cái quần nhiều màu luôn. Rất là đẹp. Phía sau nó là lỗ thông hơi nha mấy chị. Phía sau nó là lỗ thông hơi.
cực kỳ đẹp luôn nha. Quần này mặc rất là mát nha mấy chị. Sao tự nhiên đau lưng quá trời. Đây, mẫu quần này rất là mát luôn, rất là đẹp nha. Đó, phía sau nó có lỗ thông hơi mấy chị. Mùi quần của em nhiều màu. Cái nào cũng đẹp hết, rất là đẹp luôn. Quần nhiều màu nha mấy chị, rất là đẹp luôn, rất là nhiều màu. Đó, mẫu đó phía sau nó có lỗ thông hơi nha mấy chị, phía sau nó có lỗ thông hơi nha. Mẫu quần này nó cũng có lỗ thông hơi trước sau luôn nè mấy chị. Đây, mẫu này nó lỗ thông hơi trước sau luôn, rất là đẹp. Phía trên này nó có hình trái tim nha mấy chị. Đó, rất là đẹp luôn. Mùi cái cũng nhiều màu luôn nha. Nó lỗ thông hơi chứ sao luôn. Quần này mặc cực kỳ mát nha mấy chị. 10 cái chỉ có 160.000 thôi. Rất là đẹp luôn. 10 cái nhiều màu. Quần này rất là đẹp nha mấy chị. Váy này nó chỉ có 45.000 một cái thôi, váy chống nắng luôn. Váy chống nắng nha, chỉ có 45.000 một cái thôi nha mấy chị. Có 45.000 thôi. Rất là đẹp, em còn 2 cái duy nhất nha. Em có mua mắt chai chứ. Bỏ đá riêng. Nãy chạy đưa nó đi học xong rồi đi đổ xăng. Để mua đông cỡ nào đông cũng đứng mua luôn. Mẫu áo này rất là đẹp luôn, mặc rất là mát nha mấy chị. Em còn size 34 nha. Size 34, 36. Đó, mẫu áo rất là đẹp. Năng nha mấy chị. Năng nha. Rất là đẹp luôn. Đây, mẫu bàn tay size 34 với 36, mỗi size nó còn có một cái thôi nha mấy chị. Áo này mặc rất là êm, rất là đẹp luôn, rất là êm luôn, xu nha mấy chị. Mẫu này cực kỳ đẹp nha. Đó, em bán về em còn cái mẫu xu này chỉ còn có 2 cái thôi. Size 34 với 36, mỗi size nó chỉ còn có một cái thôi nha mấy chị. Mỗi size nó chỉ còn có một cái thôi. Rất là đẹp luôn. À, 70.000 một cái nha chị. Đồng giá hết nha, mấy cái áo là đồng giá hết, 70.000 một cái nha mấy chị. Mua 3 cái là 199.000 nha mấy chị. Đồng giá là 70.000 một cái, 3 cái thì nó là 199.000. Rất là đẹp luôn. Đây, cái mẫu quần này cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. 10 cái nó chỉ có 180 thôi. Rất là đẹp luôn. Áo su nha mấy chị, chỉ có 70.000 một cái thôi, rất là rẻ luôn. Quần này rất là đẹp nha. 3 cái là 199.000 nha mấy chị.
cái là 70.000 ngay. Quần này 10 cái rất là đẹp, nhiều màu nha. Rất là đẹp luôn. Quần này mặc rất là mát nha mấy chị. Mẫu quần này mặc rất là mát nha mấy chị. Em có váy chống nắng nha mấy chị. Váy chống nắng nó chỉ có 45.000 một cái thôi. Váy chống nắng chỉ có 45.000 một cái thôi nha mấy chị. Áo chống nắng hai mặt của nàng chỉ có 70.000 thôi. Đây, váy chống nắng chỉ có 45.000 một cái thôi. Em còn hai cái duy nhất nha. Nó có cái túi luôn nha mấy chị. Đây cái túi của nó đây. Rất là to luôn mấy chị. Đựng điện thoại, đựng tiền vô vô tư luôn nha. Tại cái túi nó rất là to. Em có áo chống nắng nha. Áo chống nắng này hai mặt nha mấy chị. Mấy chị mặc bề nào cũng được hết. Đó, rất là đẹp luôn. Có khẩu trang nha. Có cái túi luôn nha mấy chị. Áo này mấy chị mặc bề nào cũng được hết. Có cái nón luôn. Có cái nón luôn nha chị. Mà chỉ có 70.000 một cái thôi. Rất là đẹp. Áo này ở ngoài cũng cả trăm, trăm mấy ngàn cái nha mấy chị. Đây, hai mặt luôn. Mấy chị mặc bề nào cũng được hết. Có túi luôn nha. Tới cái tay này bảo vệ tới bàn tay mình luôn. Áo chống nắng. Đây, áo xu rất là đẹp. Xu bằng tay nha, em còn có hai cái nha. Xu bằng tay em còn hai cái nha mấy chị. Đây, áo rất là đẹp luôn. Ngậm nát cái gì. Đây, áo xu rất là đẹp nha mấy chị. Đó, rất là đẹp luôn. Xu bằng tay luôn nha, em chỉ còn có hai cái nha. Đó. Chia sẻ bài là em giảm 10k trực tiếp 10k luôn nha mấy chị. Áo này đang mặc rất là bền nha, em chỉ còn có hai cái thôi. Cái quần ở đâu anh?
Đó, rất là đẹp luôn. Đây, mẫu áo cây dù nữa nha. Cái nào cũng năng hết nha mấy chị. Chia sẻ giùm em mấy chị, chia sẻ mấy bạn sẽ được giảm 10.000 nha. Đó, chia sẻ mấy bạn sẽ được giảm 10.000 nha. Rất là đẹp luôn. Đây, váy chống nắng nha mấy chị, váy chống nắng zin nha. Rất là đẹp. Giá em bán là 99.000 nha mấy chị. Mấy chị mà chia sẻ em, mấy chị mua cái giá này nó chỉ còn có 89.000 thôi. Một cái váy zin luôn nha mấy chị. Váy chống nắng nha, rất là đẹp luôn. Em bán là 99.000 mà mấy chị chia sẻ là mấy chị chỉ còn mua cái váy này chỉ có giá 89.000 thôi. Rất là bèo luôn. Đây cái váy này đây. Đây là váy chống nắng 45.000 nha mấy chị. Mấy chị mà chia sẻ mấy chị sẽ giảm được 10.000. Là mấy chị còn có 35.000 thôi. Đó, chỉ cần việc mấy chị nhắn cái nút chia sẻ thôi là mấy chị được mua cái váy này chỉ có, cái váy chống nắng này chỉ có 35.000. Rất là đẹp luôn. Chỉ cần nhấn nút chia sẻ thôi là mấy chị được giảm 10.000. Đây, cái khăn này rất là đẹp nha. Khăn này là von nha mấy chị. Khăn này là von nha. Rất là sang luôn. Đây cái mẫu quần này là gen su nha. Gen su có lỗ thông hơi nha. Tưởng nảy lên thôi nghe ồn lắm. Đây gen su có lỗ thông hơi nha mấy chị. 10 cái nó 160 nha. Mà mấy chị chia sẻ mấy chị mua 10 cái nó chỉ còn có 150 thôi. Cái này mặc rất là mát nha mấy chị. 10 quần nhiều màu luôn. Em còn ít cho nên em sale cho mấy chị luôn nha. Rất là đẹp luôn á. Đó, cái này em chỉ còn có 2 cái rồi. Size 36 một cái và size 34 một cái nha. Rất là đẹp. Xu nha mấy chị. Mình ở đường Pha Đình Phùng, Cần Thơ nha bạn. Mình ở đường Pha Đình Phùng, Cần Thơ nha. Mấy chị chỉ việc chia sẻ thôi là mua cái áo này. Cái áo này giá gốc của em là 70.000 nha. Mấy chị chỉ cần chia sẻ thôi là mấy chị có thể mua cái áo này giá chỉ có 60.000 thôi. Em còn ít nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Đó, cái này là size 34 nha. Size 34. Size 34 em chỉ còn có một màu thôi. Đó, size 34 em chỉ còn có một màu này thôi. Với với một cái áo bằng tay nha. Với một cái áo bằng tay và ba cái áo này. Rất là đẹp. Còn cái này là size 38 nha mấy chị. Ủa ta, ủa này 36. Cái này là 36. Đây cái này là size 36 nha. 70.000 nha mấy chị. Mấy chị chỉ việc chia sẻ thôi. Mấy chị chỉ việc bấm vào nút chia sẻ thôi là mấy chị được giảm ngay 10.000 luôn. Là chỉ còn có 60.000 một cái áo su. Bao rẻ với mấy chị luôn. Cái này mấy chị ở ngoài mua cũng phải là 80-90.000 một cái. Mấy chị chỉ cần bấm cái nút chia sẻ thôi là mấy chị có thể mua cái áo này với 60.000. Chỉ có 60.000 thôi, áo su bằng tay nha. Rất là đẹp luôn. Đó, cái này cũng là su luôn mấy chị. Có hình cây dù nha. Size 34 là em còn một cái bằng tay với ba cái này. Cái này là em bán nào giờ em bán là 45.000 một cái nha mấy chị. Mấy chị chỉ việc chia sẻ thôi là mấy chị mua được cái này chỉ có giá 35.000 thôi.
rất là đẹp luôn. Em còn cái này với cái màu này nha. Đó, cái váy chống nắng nha mấy chị, còn có hai cái thôi, sale hết cho mấy chị luôn. Đây cái áo chống nắng này mặc cho mấy chị. Đó, cái áo này em bán 70.000 nha, mấy chị chia sẻ là bán còn 60.000 luôn. Bán lỗ cho mấy chị luôn. Rất là đẹp luôn.